dưới bầu trời rộng lớn, con người luôn được coi là quý giá nhất. Những kẻ lập quân, cai trị dân trở thành những bóng ma quyền lực, để lại dấu chân xe ngựa đầy giả dối. Đó là những nét bút thoáng qua nhưng đủ để phác họa chí lớn của nhà thơ. Người trên muốn phò tá thiên tử, dưới muốn an dân. Vào cuối thời Đông Hán, khi thiên tử chỉ còn là một con cờ, các gia tộc quyền quý tranh đấu nhau không ngừng. Trong cảnh loạn lạc mà mùi máu lẫn hương thơm từ những vườn lê luân phiên lan tỏa trong đêm tối, vị thi nhân ấy vừa ca ngợi nhân sinh quý giá, vừa chinh chiến khắp nơi, vẫy vùng trong những trận chiến đẫm máu. Ông chính là một nhân vật nổi tiếng, người được biết đến qua hàng thế hệ, với nhiều tác phẩm tiểu thuyết, với những câu chuyện tranh cãi không ngừng, kẻ khen người chê, đó chính là Tào. Sau khi đổi tên, ông trở thành một người yêu thích nổi bật với các môn đồ của Mai Lâm và tiên tri của người thợ cắt tóc trên cánh đồng lúa mì, Mạnh Đức. So với Viên Thiệu, người đã dựa vào gia tài giàu có để xây dựng một hệ thống trung tầng hùng mạnh, Tào Tháo từ năm 191 sau sự tan rã của Liên minh quân Quan Đông đến năm 199 trước trận Quan Độ, đã đi một con đường như thế nào? Ông sẽ nhận được những hỗ trợ quan trọng nào trong suốt hành trình đó? Và tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến ông, cũng như tương lai của toàn bộ phương Bắc ra sao? Nếu bạn không chỉ muốn đùa giỡn với những câu chuyện hư cấu xuyên không hay vui đùa thoải mái, mà còn muốn hiểu rõ sự thật lịch sử đầy sóng gió phía sau, hãy chăm chú lắng nghe những gì sắp tới. Trong những phần trước, chúng ta đã nói về thời niên thiếu của Tào Tháo, về nỗ lực của ông để thoát khỏi ảnh hưởng của phe Hoạn Quan. Ông từng nương nhờ Viên Thiệu, dốc hết sức mình để tìm kiếm cơ hội, từ bỏ quyền lợi và danh vọng, trải qua biết bao thăng trầm. Tất cả chỉ vì muốn tìm kiếm một cơ hội để tỏa sáng, dẫn quân tham gia cuộc dẹp loạn Khăn Vàng, gia nhập đội quân cứu nguy cho Hoàng đế. Nhưng trời đất thay đổi, khi Đổng Trác xuất hiện và nắm quyền lực, Tào Tháo đành phải tiêu tán gia sản để tụ tập nghĩa quân đối đầu. Nhưng khi gặp phải tướng của Đổng Trác, Tử Vinh, ông bị đánh bại và phải lui về căn cứ chính tại Quan Đông. Với bao nhiêu uất ức, ông chỉ thấy các chư hầu khác không ngừng tranh cãi hay thậm chí tấn công lẫn nhau. Ngay cả Viên Thiệu, lãnh đạo của liên minh, cũng chỉ quan tâm đến việc ai sẽ được lập làm vua và tự hào khoe khoang chiếc ấn lớn tượng trưng cho quyền lực. Tào Tháo, người từng coi Viên Thiệu như một đại ca, chỉ nở nụ cười giả tạo, pha lẫn chút châm biếm và nhận thức sâu sắc về ưu thế của mình. Khi không thể chịu nổi nữa, ông đứng dậy, rời khỏi hội nghị, tự mình tập hợp binh lực ở Dương Châu để phản công. Nhưng lý tưởng thì luôn phong phú, thực tế lại đầy khắc nghiệt. Tào Tháo, với lòng dũng cảm và khát vọng, nhanh chóng phải đối mặt với sự phản bội từ những binh sĩ mới tuyển mộ. Nhìn Đổng Trác quay trở lại Trường An, nghe tin Viên Thiệu chiếm lấy Ký Châu, ông nhìn quanh và thấy chỉ còn lại nhóm nhỏ gồm 5 người thân cận từ quê nhà Tiêu Quận, những người họ hàng thân thiết của gia tộc Tào và Hạ Hầu. Có lẽ chính trong giai đoạn này, Tào Tháo hiểu rằng trong thời loạn lạc, chỉ có mối quan hệ huyết thống mới có thể tạo nên một cộng đồng định mệnh chung. Nhóm 5 người từ Tiêu Quận trở thành nền móng đầu tiên trong giấc mơ về thiên hạ của Tào Tháo, trở thành cốt lõi không thể thay thế trong sự nghiệp của ông sau này. Nhưng dù tương lai có sáng lạn đến đâu, hiện tại ông vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, phải cúi mình trước thực tế. Ông ngoan ngoãn đứng vào hàng ngũ của Viên Thiệu để cùng chiến đấu, và đại ca cũng không quên trả ơn, phong ông làm thái thú Đông Quận. Nhân cơ hội đối đầu với Công Tôn Toản, Tào Tháo lại tiếp tục bước vào vòng xoáy của quyền lực và mưu đồ. Tào Tháo giao nhiệm vụ cho em trai bảo vệ phía Nam, và ông cũng tận dụng cơ hội này để hướng tầm nhìn xuống tầng lớp cơ sở. Lúc ấy, tại địa bàn Kinh Châu, quân Khăn Vàng được cho là có đến hàng triệu người đã tràn vào Nhãn Châu, giết chết cựu thuộc hạ của quan chức địa phương Hà Kinh. Những người đồng minh từng thuộc phe liên minh Quan Đông đã chủ động bắt tay với Tào Tháo, gửi một nhành ô lưu để liên minh. Tào Tháo không bỏ lỡ cơ hội tấn công quân Khăn Vàng với ý chí mạnh mẽ, nhưng trận chiến đầu tiên kết thúc trong thất bại nặng nề vì quân số không đủ. Ngay cả người liên lạc với Tào Tháo cũng đã bỏ mạng. Đối diện với sức mạnh đáng sợ của quân Khăn Vàng, quân đội của Tào Tháo không chỉ thiếu viện binh mà binh lính mới lại không quen chiến đấu, dẫn đến tâm lý hoang mang trong toàn quân. Tuy nhiên, trong thời khắc nguy nan, dũng khí của Tào Tháo lại được khơi dậy. Ông tự mình mặc giáp, đi thị sát khắp doanh trại, định rõ thưởng phạt, an ủi và động viên binh sĩ. Những biện pháp này đã giúp củng cố tinh thần quân đội, tạo ra sự đoàn kết trong hàng ngũ. Nhân lúc quân Khăn Vàng chủ quan sau chiến thắng, ông liên tục tổ chức những cuộc phản công, làm lung lay ý chí của địch. Quân Khăn Vàng là một đối thủ cứng đầu, vì vậy họ dùng cách viết thư thuyết phục Tào Tháo rằng nhà Hán đã đến hồi kết, vận mệnh thiên hạ thuộc về họ, không phải là thứ mà Tào Tháo có thể chống lại. Nhưng Tào Tháo nổi tiếng là một người biết tranh luận, và ông không dễ dàng bị những lời lẽ như vậy làm dao động.
Ông vừa giả vờ hứa hẹn sẽ tha thứ nếu họ đầu hàng, vừa tổ chức các cuộc tấn công đêm, phục kích bất ngờ, khiến quân Khăn Vàng, vốn phần lớn là tầng lớp dân nghèo và người già yếu phụ nữ, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo thời gian, lòng người dần dao động, và vào mùa đông năm 192, khi tuyết phủ trắng Nhãn Châu, Tào Tháo thu phục được hơn 30 vạn người từ quân Khăn Vàng, cùng với hàng triệu phụ nữ, trẻ em. Từ đó, ông lựa chọn những người tinh nhuệ để thành lập một đội quân mới mang tên Kinh Châu Quân. Trong bối cảnh lúc bấy giờ, các chư hầu đều hoặc dựa vào những kinh nghiệm quân sự dày dặn, hoặc nỗ lực xây dựng liên minh với các gia tộc quyền quý để tập hợp binh lực. Nhưng Tào Tháo, không thuộc về cả hai phe này, lại chọn cách nhìn xuống tầng lớp cơ sở, từ đó mở rộng quân đội một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, việc quản lý tầng lớp này không chỉ đơn giản là việc thu phục mà còn là một bài toán phức tạp về quản trị. Quân đội Kinh Châu, lực lượng từ tầng lớp cơ sở, là mảnh ghép thứ hai mà lịch sử dành tặng Tào Tháo. Nhưng ngay sau đó, nó cũng đem đến những vấn đề bất ổn. Lúc này, thế cục phân chia rõ ràng, Viên Thiệu ở Ký Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Tào Tháo tại Nhãn Châu đối đầu với Viên Thuật ở Dương Châu, Đào Khiêm ở Từ Châu. Các thế lực khác như Công Tôn Toản, Lữ Bố, Lưu Bị luôn dao động giữa hai phe để tìm kiếm cơ hội sống còn. Ở phần trước, chúng ta đã nói về chiến lược của Viên Thiệu khi tập trung đối phó với Hắc Sơn và U Châu. Trong khi đó, Tào Tháo nhanh chóng chiếm đoạt các cứ điểm quan trọng tại Từ Châu, nơi có vị trí chiến lược then chốt trong giao thông Bắc Nam. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi gia đình Tào Tháo, gồm cha là Tào Tung và em trai là Tào Đức, bị sát hại tại Từ Châu. Mặc dù các tài liệu lịch sử không đồng nhất về việc liệu Đào Khiêm có phải là kẻ thủ ác, nhưng điều này không thể nghi ngờ đã thúc đẩy Tào Tháo nhanh chóng xuất binh. Ông chỉ để lại một vài trợ thủ quản lý hậu phương, còn bản thân dẫn đầu đội quân Kinh Châu, tấn công vào Từ Châu với khí thế hừng hực. Chỉ trong thời gian ngắn, Tào Tháo đã chiếm được 5 quận và lãnh thổ vùng Đông Hải, sử dụng quân Kinh Châu, vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, để đối đầu với chính những người có cùng nguồn gốc. Tào Tháo khi tiến quân, tự ý đốt cháy nhà cửa, giết hại cả gà chó, gây nên nỗi kinh hoàng cho dân chúng. Dù rằng sử sách như Tam Quốc Chí, Ngụy Thư Vũ Đế Ký đã ghi chép một cách tốt đẹp về Tào Tháo, nhưng vẫn không thể che giấu được sự thật tàn khốc rằng máu đã đổ đầy đường, nhiều người bị tàn sát. Dù việc này là do Tào Tháo trực tiếp ra lệnh hay chỉ ngầm cho phép, nó đã gây chấn động không chỉ với người đương thời mà còn với các sử gia đời sau. Chính điều này trở thành lý do khiến cho danh tiếng của ông luôn đầy tranh cãi. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Tào Tháo không có thời gian để lo nghĩ về hậu thế. Chỉ riêng việc giải quyết vấn đề đất đai sau khi chiếm được Từ Châu đã khiến ông đau đầu. Những người đồng minh cũ như Trần Lưu Thái Thú Trương Miêu, Quảng Lăng Thái Thú Trương Siêu cùng với các quan chức như Thành Công ở Đông Quận đều không muốn chấp nhận sự cai trị của Tào Tháo, đặc biệt sau khi ông đổ quân vào Từ Châu. Khi thấy Tào Tháo đang tập trung quân ở nơi khác, họ đã quay sang phản bội và hợp tác với Lữ Bố để chiếm lại đất Nhãn Châu. Trước khi Tào Tháo kịp phản ứng, đất đai mà ông kiểm soát đã bị chiếm lại, chỉ còn giữ được vài nơi như Quyền Thành, Phạm Huyện và Đông A Huyện. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Tào Tháo buộc phải quay lại chiến đấu. Nhưng tại thời điểm quan trọng đó, khi phải đối đầu với kỵ binh của Lữ Bố, quân Kinh Châu bất ngờ bỏ chạy tán loạn. Tào Tháo không còn cách nào khác ngoài việc bỏ chạy, và thậm chí còn ngã ngựa, bị bỏng nặng ở tay trái. May mắn thay, một thuộc hạ đã cứu ông thoát khỏi hiểm nguy và đưa ông về hợp nhất lực lượng tại Quyền Thành. Chính thất bại này đã giúp Tào Tháo nhận ra rằng, dù có thể dựa vào số lượng lớn dân nghèo trong quân đội và lòng trung thành của nhóm 5 người thân cận từ Tiêu Quận, nhưng chỉ hai mảnh ghép này là chưa đủ. Nếu muốn giành quyền kiểm soát thiên hạ, ông cần nhiều sức mạnh và tài nguyên hơn nữa, đặc biệt là từ các gia tộc có quyền lực và khả năng tổ chức, như dòng họ Tuân. Gia tộc Tuân nổi tiếng với 8 người nắm giữ các vị trí cao trong triều đình, được mệnh danh là Bát Long. Trong thời kỳ cuối nhà Hán, anh em nhà Tuân, Tuân Du, Tuân Sủng và Tuân Úc được coi là những nhà chiến lược xuất sắc, được Tào Tháo đánh giá rất cao. Trái ngược với Tuân Sủng, người từng phục vụ cho Viên Thiệu, Tuân Úc đã sớm nhận ra rằng Viên Thiệu không phải là người có thể làm nên đại nghiệp và quyết định chuyển hướng sang Tào Tháo. Thời điểm đó, Tào Tháo và Viên Thiệu vẫn còn được coi là đồng minh, nên sự chuyển hướng này hoàn toàn hợp lý. Khi nhận thấy một gia tộc có thế lực như vậy sẵn lòng hợp tác, Tào Tháo vui mừng khôn xiết, gọi Tuân Úc là con trai của Hoàng đế và phong ông làm Tư Mã, đi cùng ông trong các chiến dịch quân sự quan trọng. Trong đợt tấn công Từ Châu trước đó, Tào Tháo đã giao nhiệm vụ cho Tuân Úc cùng với các tướng trẻ mới từ Tiêu Quận như Hạ Hầu Đôn, Thái Thú Đông Quận, ở lại trấn giữ hậu phương.
Ngay khi Tuân Úc nhận được tin về việc Trương Miêu và Thành Công phản bội, ông lập tức thông báo cho Hạ Hầu Đôn cẩn trọng với các quan chức địa phương. Hạ Hầu Đôn đã hành động không chút do dự, ra tay trấn áp, giết chết hàng chục kẻ phản bội để giữ vững thành trì. Nhưng khi tình hình vừa lắng xuống, một đợt tấn công mới từ phe địch đã nhanh chóng diễn ra và họ yêu cầu được gặp Tuân Úc để đàm phán. Hạ Hầu Đôn hiểu rõ tầm quan trọng của Tuân Úc nên kiên quyết ngăn cản, khuyên Tuân Úc không nên ra mặt vì rủi ro quá lớn. Nhưng Tuân Úc lắc đầu, tự mình ra gặp địch, một mình đối diện với hàng vạn quân thù. Kẻ thù thấy Tuân Úc bình tĩnh và điềm đạm, tin rằng Quyền Thành đã được phòng thủ kỹ lưỡng và khó có thể chiếm được, nên đành phải rút lui. Hành động dũng cảm này của Tuân Úc khiến Tào Tháo cảm thấy an tâm và vui mừng. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn, tạo nên một liên minh vững chắc cho tương lai. Từ đây, ta thấy được mảnh ghép thứ ba của Tào Tháo, sự hợp tác với các gia tộc quyền lực. Ở Đông Hán, các thế gia lớn như Nam, Dĩnh Xuyên, Nam Dương và Đông Quận luôn là nơi xuất hiện nhiều nhân tài. Con cháu của các gia tộc này thường phân tán đầu quân cho nhiều lãnh chúa khác nhau. Lúc này, phe Viên Thiệu đã đầy ắp nhân tài, nên thay vì đến đó để làm cảnh, họ quyết định đến giúp đỡ Tào Tháo trong hoàn cảnh khó khăn, làm tuyết trong trận bão tuyết. Tuân Úc, nhờ vào mạng lưới của các gia tộc Đông Hán, đã giới thiệu cho Tào Tháo hàng loạt nhân tài như Tuân Du, Trình Dục, Quách Gia, Trung Giao và nhiều người khác, không chỉ có tài năng xuất chúng mà còn có mối quan hệ huyết thống với Tuân Gia. Nhờ vậy, Tào Tháo dần dần xây dựng được một đội ngũ chiến lược gia, một tập thể quản lý và ra quyết định hiệu quả. Chính đội ngũ này đã giúp ông củng cố lại lực lượng, tổ chức quân đội, liên tiếp giành chiến thắng và cuối cùng ổn định tình hình vào năm 196, khi ông đã vững chân hơn trên chính trường. Nhưng trước mặt Tào Tháo lúc này là một vấn đề tương tự như Viên Thiệu đã gặp phải, vấn đề về thiên tử. Lưu Hiệp, từng là Trần Lưu Vương, giờ đây trở thành thiên tử bấp bênh dưới sự điều khiển của các quân phiệt nổi lên sau cái chết của Đổng Trác. Khi quân phiệt ở Quan Tây tự chia rẽ và đấu đá nhau, thiên tử cuối cùng đã trốn thoát khỏi đất Trường An hoang tàn và gửi chiếu chỉ cầu viện tới các chư hầu ở Quan Đông. Nhưng các chư hầu lúc này lại chỉ lo tranh giành lãnh thổ, không ai quan tâm đến thiên tử. Tuân Úc, với sự nhạy bén của mình, nhận ra đây chính là một cơ hội hiếm có, liền thuyết phục Tào Tháo đón thiên tử về bảo vệ. Trong Tam Quốc Chí, Tuân Úc và Tuân Du, Giả Hủ Truyện đã ghi chép chi tiết về sự kiện này, và đây cũng là một trong 10 chiến lược lớn thời Hán Mạt. Trong văn bản, Tuân Úc đã khởi đầu bằng những lời lẽ tông bốc thiên tử, nhấn mạnh vai trò của Tào Tháo trong việc phò tá thiên hạ và chỉ ra cơ hội lớn mà Tào Tháo đang nắm giữ. Ngày nay, xe ngựa thiên tử đã rời khỏi đất Trường An hoang tàn, đến Đồng Kinh, vẫn còn là một biểu tượng tối cao. Dù quyền lực có suy yếu, nhưng vương quyền vẫn còn đó. Đây là cơ hội duy nhất để nâng cao uy thế của mình, kết hợp với sự sáng suốt và trí tuệ của ngài, để trở thành bậc anh hùng thời loạn. Những lời này đã đánh động Tào Tháo, khiến ông có một khát khao mãnh liệt để giành lấy quyền kiểm soát thiên tử. Quyết định này không chỉ là một bước đi chiến lược, mà còn là một cơ hội để ông củng cố quyền lực, vì thiên tử nhà Hán vẫn còn là biểu tượng tối cao của sự chính thống sau hàng trăm năm cai trị Trung Hoa. Đối đầu với các chư hầu khác có thể là sự sống còn, nhưng đối đầu với thiên tử sẽ khiến Tào Tháo bị coi là phản nghịch nếu thất bại. Thế nhưng, nếu ông có thể dựa vào giá trị thiêng liêng và thần thánh kéo dài hàng thế kỷ, thì ngay cả khi các chư hầu không phục, con cháu các gia tộc lớn cũng không thể phủ nhận công lao của ông, và tầng lớp dân nghèo dễ dàng đi theo ngọn cờ chính thống này. Thiên tử Lưu Hiệp, dù trong mắt nhiều người chỉ là một thanh niên lạc lối, nhưng thực chất lại là một quân bài đầy tiềm năng. Ngay lập tức, Tào Tháo quyết định nghe theo lời khuyên của Tuân Úc, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch đón thiên tử. Ông liên lạc với Trung Giao và các đồng minh khác để thực hiện chiến lược. Quả thực, sự kiện sau đó diễn ra đúng như Tuân Úc dự đoán. Tào Tháo thành công đón thiên tử về Hứa Xương và ông được phong làm Tư Không, một trong ba chức quan cao nhất thời Hán. Đây chính là mảnh ghép thứ tư mà Tào Tháo cần để xây dựng quyền lực của mình, thiên tử nhà Hán. Việc đón thiên tử không chỉ giúp Tào Tháo củng cố địa vị và quyền lực, mà còn tạo cho ông một lý do chính đáng để hành động. Nhờ vào biểu tượng chính thống này, ông đã có thể thu hút thêm nhiều nhân tài, giành lấy sự ủng hộ từ các thế lực trong triều đình và củng cố quyền lực ở miền Bắc. Tào Tháo sau khi giành quyền kiểm soát quân đội, đã chỉ huy các chiến dịch khắp mọi nơi, từ Nam đánh Viên Thuật, Tây tiêu diệt Lữ Bố, Đông đẩy lui Lã Bố, Bắc hạ gục Trương Dương. Ông không ngừng chiến đấu, mỗi trận đều giành được thắng lợi. Nhờ sự kết hợp giữa thiên tử, nhóm năm người thân tín, các gia tộc quyền lực và tầng lớp cơ sở,
Tào Tháo cuối cùng đã thiết lập được sự kiểm soát vững chắc, vừa giữ vững trật tự cho bốn vùng đất xung quanh, vừa duy trì mối quan hệ với triều đình nhà Hán để khôi phục giá trị chính thống. Ông từng bước củng cố quyền lực từ trên xuống dưới, phục hồi địa vị của nhà Hán, tập hợp các nhân vật văn hóa và chính trị để điều hành đất nước một cách thống nhất, đồng thời cải cách sâu rộng trong quản lý địa phương. Điều này chính là hiện thực hóa giấc mơ mà ông đã từng thổ lộ giữa núi non, rằng dấu xe ngựa phải trải dài khắp bốn phương, chính quyền phải bao trùm mọi ngóc ngách xa xôi. Trong khi đó, tại miền Bắc, Viên Thiệu vẫn còn do dự về việc tự xưng đế và phân chia quyền lực cho các con trai của mình. Trong lúc ông ta còn đắm chìm trong những mưu tính và sự phân vân, Tào Tháo đã âm thầm đưa tay vươn tới các vùng đất Trung Nguyên, khiến Viên Thiệu cảm thấy lo lắng và bất an trong căn nhà của mình. Khi Viên Thiệu nhận ra rằng tình hình phía Nam đang trở nên nguy cấp, ông quyết định phát động một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Tào Tháo, hy vọng giành lại lợi thế. Với 10 vạn quân hùng hậu, Viên Thiệu tiến quân ầm ầm, sẵn sàng lao vào cuộc chiến mà ông tin sẽ quyết định số phận của miền Bắc Trung Hoa trong hàng trăm năm tới. Vậy trong cuộc chiến đầy toan tính và âm mưu này, Tào Tháo và Viên Thiệu sẽ đấu trí ra sao? Sẽ triển khai những chiến thuật nào để đối đầu nhau? Câu trả lời sẽ dần hé lộ trong phần sau. Hãy đón chờ phần tiếp theo để thấy rõ cuộc chiến giữa hai thế lực lớn nhất thời loạn lạc. Cuộc chiến không chỉ quyết định vận mệnh của riêng họ mà còn định đoạt tương lai của cả Trung Hoa.